Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường là một trong những vấn nạn gây nhức nhối cho ngành giáo dục và nó có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến các em học sinh, giáo viên cũng như toàn xã hội. Nguyên nhân chính của bạo lực học đường là do sự phối hợp giáo dục chưa chặt chẽ giữa ba môi trường gồm nhà trường, gia đình và xã hội. Để hạn chế tình trạng bạo lực học đường và giáo dục đạo đức cho học sinh, nhiều năm qua, trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu đã có nhiều việc làm thiết thực. Chuyên mục Thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển kỳ này của chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn vấn đề vừa nêu trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2013, nhân kỷ niệm lần thứ 53 năm kết nghĩa Bạc Liêu Ninh Bình, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cùng với một số các công trình của tỉnh được mang tên Ninh Bình kết nghĩa, trường trung học cơ sở phường 2 thành phố Bạc Liêu được đổi tên gọi một lần nữa và mang tên hai tỉnh kết nghĩa là trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình. Hiện nay, trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu có cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp, đạt tiêu chí về giáo dục môi trường. Cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy học. Trường hiện có 11 phòng học kiên cố, trong đó có 4 phòng học bộ môn với 19 lớp, có 786 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, tương đối đồng bộ ở các môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 35 giáo viên trên chuẩn. Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng bạo lực học đường có thể nói là do sự chuyển biến về tâm lý của bản thân học sinh ở đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, do sự giáo dục không tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Giai đoạn này hình thành nhân cách ở con người, cùng với đó là tâm lý không ổn định và với một cái tôi cá nhân quá cao mà không biết sử dụng đúng cách. Trong giai đoạn này, chỉ cần những tác động kích thích xấu từ thế giới bên ngoài cũng khiến các em học theo, dẫn đến nhiều vụ đánh nhau tại trường học. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường. Rõ ràng, bạo lực học đường đang là một vấn đề nóng bỏng, gây nhức nhối lòng người. Nó không chỉ ảnh hưởng đến những người trong cuộc, mà còn ảnh hưởng tới cả một thế hệ trẻ, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của dân tộc. Những hậu quả mà bạo lực học đường gây ra, kể cả thể xác hay tinh thần, cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến công việc học tập cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời. Chính vì vậy, việc tuyên truyền về thực trạng đáng báo động của bạo lực học đường là hết sức cần thiết và thiết thực. Nhận thức được tác hại vô cùng to lớn của bạo lực học đường, thời gian qua, trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu đã có nhiều việc làm thiết thực. Nhiệm vụ đầu tiên mà trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu hướng đến là công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường. Vì có nhận thức đúng mới có hành động đúng là cơ sở để hướng đến một kết quả hoàn thiện. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức phòng chống bạo lực học đường nói riêng, quán triệt những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, ngành về công tác giáo dục đạo đức học sinh. Qua giáo viên truyền đạt đến từng học sinh tất cả những quy định của nhà trường về tiêu chuẩn đánh giá, những điều cấm, những điều nên làm và những tác hại khi vi phạm kỷ luật. Thông qua công tác tuyên truyền trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, họp hội đồng sư phạm, góp phần xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các thành phần tham gia giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống bạo lực học đường. Để mỗi thầy cô giáo tự hoàn thiện mình, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, để học sinh nhìn nhận, đánh giá người thầy với thái độ trọng thầy vì đạo đức của thầy, phục thầy vì kiến thức của thầy, quý mến thầy vì lòng độ lượng của thầy. Bạo lực học đường nó là cái vấn đề rất là đáng lo ngại của nhà trường cũng như là toàn xã hội, bởi vì khi mà xã hội phát triển thì các bạn thích chạy theo xu hướng và các bạn thích chạy theo số đông. Một số bạn có cá tính mạnh mẽ thì các bạn thích thể hiện mình. Và khi mà có những cái bất đồng xảy ra thì các bạn giải quyết nó bằng vũ lực thay vì là bằng lời nói. Nhưng mà may mắn ở trường con là chưa có những cái vụ bạo lực học đường mà xảy ra những cái sự việc đáng tiếc. Mà trước khi những cái sự việc này nó xảy ra thì các thầy cô cũng đã hiểu và tổ chức những các hoạt động, ví dụ như là đôi bạn cùng tiến hay là sinh hoạt những cái chuyên đề về bạo lực học đường,
mỗi thứ hai hàng tuần thì đều có những cái buổi kỹ năng sống để giúp cho tụi con hiểu được bạo lực học đường nó là một cái mặt trái của nhân cách con người, và giúp cho tụi con có thể đoàn kết, gắn bó với nhau hơn, tạo tình bạn tốt đẹp. Và khi mà tụi con rời xa mái trường thì những cái điều tốt đẹp này sẽ là những cái kỷ niệm mà có thể là tụi con sẽ không bao giờ quên. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, rèn luyện đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh được trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu chú trọng thực hiện. Đây là một sinh hoạt dưới cờ được trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu tổ chức vào thứ hai hàng tuần. Thay vào những bài phát biểu cứng nhắc của giáo viên, thì buổi sinh hoạt dưới cờ của trường sôi động và hấp dẫn các em hơn bằng hình thức sân khấu hóa. Luân phiên hàng tuần, các em học sinh sẽ chuẩn bị những tiết mục, những vở kịch với chủ đề xoay quanh bạo lực học đường và giáo dục đạo đức. Qua đó, mời các em học sinh các lớp phát biểu, tham gia xử lý tình huống của vở kịch, giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong câu chuyện. Việc trực tiếp nghĩ ra kịch bản, tập luyện và phát biểu xử lý tình huống đã tạo sự hào hứng cho cả trường vào mỗi buổi chào cờ, đồng thời cũng giúp các em học sinh của trường có kỹ năng cơ bản để xử lý các mâu thuẫn xảy ra giữa các mối quan hệ. Để học sinh có sân chơi bổ ích, lành mạnh, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như thăm và chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa, các hoạt động vui chơi giải trí, tham gia các cuộc thi thể dục thể thao, văn nghệ, hội họa. Các buổi nhảy dân vũ hay thể dục giữa giờ như thế này là một điển hình. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giúp các em hiểu nhau hơn, thấm sâu tình đoàn kết, tình bạn bè, luôn sẵn sàng giúp nhau khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời hướng các em dành thời gian tham gia vào các trò chơi lành mạnh, không chơi game hoặc tham gia vào bạo lực học đường. Đặc biệt hơn, nhà trường đã xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Có tổ tư vấn tâm lý, được hoạt động thường xuyên, sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu cần giải đáp thắc mắc của học sinh. Nhờ tổ tư vấn này đã giúp giải tỏa được các vướng mắc về tâm lý của học sinh, góp phần giảm thiểu các mâu thuẫn trong học sinh. Tình trạng bạo lực học đường hiện nay thì đang là một cái vấn đề mà rất nhức nhối của xã hội. Thì với sự quan tâm của lãnh đạo, thì với cương vị là tổng phụ trách đội, thì mình tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường những cái hoạt động trải nghiệm để nhằm thu hút cho các em đội viên, để tránh cái tình trạng mà các em xích mích dẫn đến những cái mâu thuẫn lẫn nhau trong trường học. Thì thường thì những cái hoạt động trải nghiệm thường niên, ví dụ như phong trào về thể dục thể thao, phong trào văn nghệ, rồi những cái trò chơi nhân gian được tổ chức ở các ngày lễ lớn. Thì bên cạnh đó thì liên đội của chúng em thì còn tham mưu những cái hoạt động mới, những cái mô hình mới để nhằm giúp cho các em có những cái trải nghiệm thiết thực và có những cái kỹ năng trong cuộc sống. Trong những năm qua thì liên đội đã đưa ra cái mô hình gian hàng ẩm thực, các em tự tay nấu những cái món ăn, những cái thức uống chế biến, rồi từ đó các em tổ chức những cái gian hàng trao đổi lẫn nhau buôn bán, rồi các em lấy những cái tiền mà các em thu được thì các em gây quỹ từ thiện giúp cho những các bạn nghèo. Bên cạnh tạo các sân chơi lành mạnh, trường trung học cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu luôn chú trọng và phối hợp các môi trường giáo dục giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Với những học sinh cá biệt cần quan tâm, trường thường xuyên theo dõi và liên lạc chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời. Có những biện pháp cứng rắn, kiên quyết, đồng thời phải gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh để giúp các em tránh những suy nghĩ lệch lạc về bản thân, tạo niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho các em phấn đấu sửa chữa, vươn lên thành người tốt. Quá trình xử lý các lỗi vi phạm của học sinh được trường tiến hành kịp thời, chính xác, công bằng, đúng trình tự quy định, lấy giáo dục làm chính, đồng thời tránh xử lý, phát hiện những sai trái và kỷ luật mà không dành thời gian để định hướng, uốn nắn, giúp học sinh tự giác thực hiện. Sau khi xử lý học sinh vi phạm, trường còn có kế hoạch theo dõi, phối hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, tạo cho học sinh phấn đấu sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ. Hàng năm, trường tổ chức ký cam kết phối hợp giữa nhà trường với gia đình và học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường thông qua một số nội dung. Cam kết không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội, không vi phạm luật giao thông đường bộ,
không điều khiển xe gắn máy khi không đủ tuổi theo quy định và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Cam kết không tham gia tệ nạn ma túy. Tôi rất quan ngân về cái trường của trung học Bậc Ninh Ninh Bình. Tại vì có một cái mô hình cũng dạy rèn luyện cho các cháu là phòng chống các bạo lực. Chứ cũng thường xuyên dạy cho các cháu tham gia cái giao thông là phải đội nón bảo hiểm. Chứ không chưa tới tuổi thì không có được chạy xe gắn máy. Rồi dạy cho học sinh đủ thứ, làm mọi cách để cho phòng chống, rồi đừng cho nó có bạo lực ở trong trường. Rồi tôi cũng yên tâm, tại tôi là phó ban của trường, cha mẹ của học sinh, nên tôi cũng an tâm giao cho con em mình cho trường mà trung học cơ sở Bậc Liêu Ninh Bình. Từ con tôi cũng được học tốt về mà cái tính cách và đạo đức tác phong. Giáo dục đạo đức cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể, nên phải đảm bảo chặt chẽ của quy trình quản lý giáo dục. Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường, thì bên cạnh việc xây dựng nội quy kỷ luật học sinh, trường Đại học Cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu còn chú trọng việc tạo bầu không khí tâm lý tích cực trong nhà trường và ngoài xã hội, có quan hệ thân thiết, tương trợ, đoàn kết, có môi trường lành mạnh. Qua các cái bài học thì ở đây cũng giáo dục đạo đức cho các em và cũng lồng ghép vào cái việc là giáo dục phòng chống bạo lực học đường. Và bên cạnh đó thì một trong những cái nét nổi bật nhất của trường đó là chúng tôi tổ chức được các cái hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Thí dụ như là trường hợp là chúng tôi có thể là cho học sinh là nhảy dân vũ hoặc là các cái hoạt động về thể dục, thể thao. Thì thông qua các cái hoạt động đó thì các em nó sẽ có được cái tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau. Và từ đó thì các em nó sẽ hạn chế được các cái việc là bạo lực học đường. Công tác phòng chống bạo lực học đường được phòng dục và đào tạo hết sức là quan tâm. Và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học. Chính vì tầm quan trọng của công tác trên thì ngay từ đầu năm học, phòng dục đào tạo đã xây dựng triển khai cái văn bản chỉ đạo cụ thể đến các trường là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho học sinh, thành lập các cái tổ tư vấn trong nhà trường, rồi là chỉ đạo cho các trường việc phối hợp thực hiện cái quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương để làm tốt cái mối quan hệ giữa ba cái môi trường giáo dục này. Ngoài ra thì cũng chỉ đạo cho các trường làm sao làm tốt cái việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực sôi nổi trong nhà trường để là nhằm thu hút học sinh và hỗ trợ cho việc học tập. Chính những cái công tác chỉ đạo trên trong thời gian vừa qua thì thành phố Bạc Liêu không có xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Với những việc làm thiết thực cụ thể, cuối năm học 2018-2019, trường Trung học Cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu có 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó loại khá, tốt chiếm 99,73%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Từ những định hướng tích cực đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong công tác dạy và học. Nhiều năm qua, trường Trung học Cơ sở Bạc Liêu Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu tiếp tục là một trong những trường tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố, liên tiếp đạt các giải thưởng ở những cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh và được Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu khen tặng.